Thôi, Út ơi, Út đang làm gì đây? Út đang bịu à? Yêu à? Ê! Con vẫy tay, con vẫy tay, con nhìn vào mình, con vẫy tay. Chào thầy nha. Nói chuyện này. Nơ, con ơi. Sao? Đang nhìn đâu đây? Ba mẹ phải đứng đây chứ. Bị ngăn à? Con ơi, đang làm gì đấy? Đang làm gì đấy? Đây nha.